Nhận định soi kèo bóng đá hôm nay, giữa Zen với Dynamo Kiev diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 24 tháng 9 tại sân Gelamco Arena, Champions League 2020-2021. Kết thúc chuyến hành quân đến làm khách trước Moskva ở vòng 6 giải vô địch quốc gia Bỉ, đoàn quân của huấn luyện viên Decker đã có được cho mình chiến thắng thứ 2 ở mùa giải này, khi hạ bệ đội bóng chủ sân Kanonia với tỷ số 1-0. Với 3 điểm vừa có được, thì lúc này Zen đã vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Europa League với 6 điểm, hiện chỉ còn kém nhóm được tham dự playoffs đang là 2 điểm. Tuy chỉ có chiến thắng tối thiểu trước đội bóng chót bảng như Moskva, nhưng kết quả này cũng đủ để cho những người hâm mộ khó tính của Zen phải vui lòng, bởi họ chỉ bước vào trận đấu này chưa đầy 3 ngày, khi vừa trở về từ mặt trận Champions League. Chiến trường mà thầy trò huấn luyện viên Decker vừa có được chiến thắng trước Rapid Wien với tỷ số 2-1 và qua đó giành lấy tấm vé đến với vòng loại cuối cùng tại Champions League mùa này. Một chiến thắng có thể nói là ngoài mong đợi của Zen khi liên tiếp dẫn trước đến 2 bàn thắng và chỉ chịu thủng lưới vào những phút bù giờ cuối cùng. Đến với vòng đấu tiếp theo, Zen sẽ bắt đầu trận đấu lượt đi trên sân nhà của mình và đón tiếp Dynamo Kiev đến làm khách. Một đối thủ đã không còn quá xa lạ đối với đại diện của nước Bỉ, khi cũng tại vòng loại Champions League mùa giải 2010-2011, họ đã để cho đội bóng đến từ Ukraine vã sấp mặt với tỷ số 1-6 sau 2 vòng đấu, và chỉ phải xuống chơi tại Europa League sau đó. Tất nhiên, người hâm mộ của Zen sẽ không muốn thấy điều tồi tệ đó xảy ra một lần nữa. Vì vậy, để làm được điều đó, thì ít nhất thầy trò huấn luyện viên Decker phải có được chiến thắng trong trận lượt đi này, để làm vốn. Trải qua 5 trận đấu gần nhất, Zen có cho mình 3 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 1 trận. Hy vọng với phong độ vẫn đang khá ổn định như hiện nay, và cùng với đó là điểm tựa vững chắc đến từ sân nhà, thì Zen sẽ có được kết quả tốt như người hâm mộ của họ mong đợi. Phía bên kia chiến tuyến, Dynamo Kiev cũng có số ngày nghỉ sau khi trở về từ mặt trận Champions League giống như Zen, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Lushku lại cho thấy họ vẫn còn rất nhiều thể lực và việc thi đấu với mật độ dày đặc như hiện nay vẫn chưa đủ để làm Dynamo Kiev chùn bước. Cụ thể trong lần đón tiếp Lviv đến làm khách ở vòng đấu vừa qua, các học trò của huấn luyện viên Lushku đã khiến cho đối thủ phải muối mặt ra về khi có được chiến thắng với tỷ số 3-1. Với chiến thắng này thì Dynamo Kiev vẫn đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Ukraine với 7 điểm, vẫn đang kém vị trí dẫn đầu của Vorskla Polonia 2 điểm. Lại nói về sân chơi danh giá nhất châu Âu, trước đó họ vừa có được chiến thắng chóng vánh trước Alma với tỷ số 2-0. Mặc dù chưa biết Dynamo Kiev có được chiến thắng ở vòng loại cuối cùng hay không, nhưng với chiến thắng vừa có được trước đội bóng đến từ Hà Lan, thì ít nhất giờ đây, họ đã cầm chắc một suất vào vòng bảng tại Europa League. Nhắc đến Europa League, chắc hẳn những kỷ niệm đáng tiếc ở mùa giải vừa qua lại ùa về với người hâm mộ của Dynamo Kiev. Khi tại vòng loại Champions League mùa giải gần nhất, họ đã để thua trước một đội bóng khác cũng đến từ Bỉ và phải chơi tại sân chơi hạng 2 châu Âu. Vì vậy, đây sẽ là lúc để cho thầy trò huấn luyện viên Lushku lấy lại danh dự của nền bóng đá nước nhà. Kể từ đầu mùa giải đến giờ, Dynamo Kiev đang có cho mình chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại trên 3 mặt trận khác nhau, với 4 chiến thắng và chỉ để hòa duy nhất một trận. Người hâm mộ của họ sẽ càng có thêm nhiều tự tin để đặt hy vọng vào đội bóng con cưng của mình. Khi ở 2 trận đấu xa nhà gần nhất, thì đoàn quân của huấn luyện viên Lushku đều mang về cho mình những trận đại thắng, mà trong đó họ đều ghi ít nhất từ 3 bàn trở lên. Đó là chưa kể với những gì đã từng xảy ra trong quá khứ, thì theo như tỷ lệ kèo của khá nhiều nhà cái châu Á đưa ra vào đêm nay, hai đội đá đồng banh, thì việc lựa chọn Dynamo Kiev sẽ là cái tên an toàn hơn. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Zen với Dynamo Kiev. Tỷ lệ nổ tài của Zen đạt 30%, tỷ lệ thắng kèo đạt 40%, có 91% kết quả về lẻ. Zen ghi được 11 bàn, để thủng lưới 12 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,1 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Dynamo Kiev đạt 60%, tỷ lệ thắng kèo đạt 40%, có 25% kết quả về lẻ. Dynamo Kiev ghi được 25 bàn, để thủng lưới 9 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2,5 bàn. Dự đoán kết quả Zen với Dynamo Kiev. Chọn kèo châu Á, Dynamo Kiev đồng banh. Chọn kèo tài xỉu, tài 2 trái 2 trái rưỡi. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.